Chào các bạn, tao là một trong những tay quái kiệt có lối dùng quân độc lạ một cách chuyên biệt và khó lý giải. Đây là đại ý nôm na khi khán giả yêu cờ nhận xét về anh. Tính cống hiến đãi mắt người xem khiến cho tao có rất nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt. Lối chơi của anh rất cuốn hút, một chút ngông cuồng, pha nhẹ với một chút hiểm sâu. Điểm lên đó là sự tinh quái bất ngờ, làm nên ba chữ tào nhăm lỗi mà thiên hạ kể cả quốc thủ Trung Hoa cũng phải có vài phần kiêng nề. Hôm nay sẽ là hai trận chiến làm toát lên sự nổi loạn trong cách dụng xe pháo mã để tiến tới một cái kết không thể nào bất ngờ hơn của anh trong giải vô địch Trung Quốc năm 2013. Trận thứ nhất giữa Tào và Liễu Đại Hoa, Đông Phương Điển Não. Trong đó Tào được cầm đò tiên thủ là tiên nhân chỉ lộ để dàn trận. Liễu Đại Hoa đối chốt đề pháo, hai danh thủ đã tiếp diễn ra một bố cục hoàn toàn giống giữa Tào với Tôn Thất Nhật Tân ở tập trước. Sau khi Tào tả trung pháo thì Liễu bổ tả tượng. Lúc này thì Tào sĩ 4 tiến 5 nhằm hạn chế việc là binh 7 sẽ tiến 1 công thẳng vào tượng và tạo ra một hình trận đôi công. Tào muốn giữ chắc hình trận rồi tấn công phủ đầu trên cương vị của một kẻ cầm tiên. Liễu tiếp tục mã 2 tiến 3. Sau khi Tào nhảy mã thì lại dùng xe 1 bình 2 trước. Tào vẫn tiếp tục là bất động những quân chủ lực mà binh 7 tiến 1 lưỡng đầu xa trận. Sau khi Liễu bình pháo để lộ diện nhanh chủ lực trên đường 2, Tào lúc này mới khép pháo, ngũ lục pháo trận, vẫn vậy mà thôi. Liễu phát triển mã biên, Tào lúc này mã 2 tiến 3, Liễu đã đưa chủ lực còn lại ra được nhanh hơn. Và tới lúc này thì Tào vẫn quyết định là mã phải bàn hà, để phòng thủ với trung lộ đang còn yếu mong, đơn mã khó giữ nổi trung binh. Cho nên Liễu đã chủ động là sĩ 6 tiến 5 trước. Và cũng trong hình cờ này, với tư cách thủ hậu, Tôn Thất Nhật Tân của chúng ta đã dùng binh 3 tiến 1 tiến hành mời đổi ngang chốt và bị Tào oanh tạc thẳng vào giữa trung lộ, kết quả vô cùng bi tham. Còn lúc này, sau khi Tào vẫn quyết định là mã 3 tiến 1, Liễu Đại Hoa đã dàn trận kiểu khác là tấn xe tuần hà. Ngay lập tức họ Tào đã bình chủ lực để kích đầu ngay. Rõ ràng xe lộ 2 trên đường ngang không hề còn bất kỳ một vị trí nào thích hợp để chiếm đóng cả. Cho nên Liễu đã không ngại ngần chấp nhận đổi, mã lại thoái thủ, rồi đưa tiếp chủ lực thứ hai lên tuần hà rất vững chãi. Tào nhanh như chớp binh 3 tiến 1, bắt buộc rằng xe phải vào, rồi lúc này mới tiện đường để xuất động chủ lực đầu tiên. Cuộc cờ này mặc dù đối thủ đã khác, những nước dàn trận ban đầu cũng đã có một chút ít thay đổi, nhưng rõ ràng về tâm lý thế chiến trên bàn cờ của Tào không hề suy chuyển chút nào. Tại vì Tào đã hình thành ngũ lục pháo trận, cho nên lúc này Liễu phải phát triển một mã lên cánh biên cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Còn nếu như tiện đường mã 8 tiến 6 nhảy mã quy, với trận thức này đen sẽ phải rất chật vật và khốn khổ. Nhưng sau khi phát triển mã biên kết hợp với nước ở trước từ lúc mới dàn trận là tượng 7 tiến 5, chắc chắn là trong hình cờ này chỉ việc thí đi một quân binh đơn giản, nhưng điểm yếu của Liễu Đại Hoa bắt đầu được bộc lộ. Mã và pháo gần như là không nơi nương tựa, chỉ cần tấn xe lên và chốc đôi vẫn rất khó khăn để tiếp tục giải quyết. Cho nên trong hình cờ này, Liễu buộc phải dừng tất cả những điều ấp ủ của mình lại mà quay về thoái thủ pháo 7 hồi 2. Và Tào mã 8 tiến 7, sau khi Liễu binh 3 tấn 1 thì lại bỏ mặc mà quyết định thăng gấp một mã nữa để bàn hà. Liễu không ngại ngần chấp nhận cái giá này, tràn binh qua sông để uy hiếp lấy ngựa, mặc sức cho Tào có thể thi triển những đòn đánh tiếp theo. Và sau một thời gian đợi chờ, Tào đã có quyền nhảy mã vào vị rất hiểm ác. Có vẻ như là Tào rất thông thuộc địa hình địa lợi ở trận thức này. Sau khi mã nhảy đang còn truy bắt lấy pháo, buộc rằng Liễu Đại Hoa sẽ phải trốn chạy ngay, pháo 1 bình 2. Còn nếu như không, sau khi Tào đoạt thẳng tượng 3 tiến 1, rồi lúc này chỉ cần dùng xe 2 tấn lên 7 nước, mã biên phải tắc tử. Còn tiếp tục vẫn vin vào điều này, Tào nhâm lỗi tấn xe quản lý lấy ngựa, chấp nhận rằng Liễu Đại Hoa hoàn toàn có thể đánh đổi xe 7 bình 3, đã bỏ mặc dùng mã để diệt chốt. Còn tất nhiên chúng ta cũng cần phải thấu đáo một điều, trong hình cờ này cũng chẳng thể nào dùng mã 3 hồi 2 dùng pháo để truy kích chủ lực. Tưởng chừng như đã giải tỏa được một điểm yếu chết người này, nhưng chắc chắn là đỏ vẫn còn một chiêu thức rất hung hãn, mã lao mình vào giữa tường, đen gần như sẽ phải vỡ tan tác cục diện ngay. Không thể nào dùng pháo để chém chủ lực,
mã chỉ cần nhảy một trong hai lỗ để tuyệt sát, bởi vậy phải dùng tượng 3-5, xe lại đóng thẳng vào, tiếp tục truy đuổi. Cho nên, ở thực chiến thì Liễu Đại Hoa đã dùng C7-3, xem như cũng là một cách đánh thỏa đáng vào thời điểm này. Tào đã dùng mã diệt chốt, mục đích là gì? Sau khi Liễu dùng xe hồi 1, tiêu trừ một mầm mống tai họa này, thì Tào đã dùng chiến mã còn lại đạp lấy mã biên. Và hình cờ này mới thực sự làm thỏa mãn người xem, với những cạm bẫy vô cùng thú vị mà hình trận này Tào đã tự mình để gây dựng. Chắc chắn rằng mã 3 thổi 2 dùng phá để truy kích cả đôi sẽ là một cách thức đầu tiên mà đen có thể xem xét. Chuyện gì tiếp diễn, đỏ chỉ cần đơn giản là bình xe, nhường đường mã vẫn có thể ngọa Tào, để cho đen mặc sức dùng pháo diệt gọn, rồi lúc này quăng mình để chiếu ngay. Tướng phải bật ra ngoài, tiếp tục là giật pháo 1, không còn gì có thể ngăn cản, pháo 5 bình 4 để tuyệt sát cả. Cho nên, ở hình cờ trước, đen không thể nào dùng pháo 1 đao để chém thẳng được chủ lực của bên đỏ. Nếu như vẫn muốn duy trì đòn thế này, tức là pháo 2 bình 7 dọa đánh xe, thì phải dùng sĩ 5 hồi 6, lúc này thì mọi thứ cũng chẳng thể nào cưỡng cầu, mã đỏ chỉ cần quăng chiếu mà thôi, tướng lên. Rồi lúc này chỉ cần pháo 4 bình 2, đe sát trên lỗ rất nguy hiểm, bắt buộc tướng phải lệch ra lỗ còn lại. Và lúc này, lao pháo chiếu, sĩ 4 tiến 5, lại tiếp tục đoạt tường. Rõ ràng, để giải quyết với việc là xe đang còn nằm ở miệng cọp, sĩ 5 phải tuần 4 để phòng thủ, xem như một cách vớt vát còn lại. Và lúc này, tiếp tục bồi thêm một nhát dao chí mạng. Dĩ nhiên, sĩ không thể nào hồi. Tướng vào giữa thì cũng chẳng phải là kết quả tốt đẹp gì. Bởi vậy, C3 phải bình 4 ngay. Mọi thứ lúc này trở nên đã quá giản đơn. Tiếp tục, mã 5 tiến 3. Dùng sức pháo để chiếu tiếp. Chắc chắn với nước đi tiếp theo, cho dù đen có dùng tướng hồi 1 hay là sĩ 6 tấn 5 đi nữa, xe đỏ vẫn chỉ cần đạp thẳng vào đơn sĩ này để tạo sát. Phân tích như vậy để chúng ta có thể biết được rằng Liễu Đại Hoa gần như đã rơi vào một trận pháp. Tào Nhâm Lỗi vốn dĩ rất đỗi quen thuộc, đã thường xuyên hạ sát biết bao nhiêu là cao thủ trên kỳ đàn. Trong hình cờ này, cách đối phó duy nhất chỉ có thể là dùng pháo 2 hồi 1, ngăn cản việc mã ngọa Tào mà thôi. Tào Nhâm Lỗi vẫn quyết định là bình xe. Sau khi Liễu thăng gấp xe để tuần hà, nhằm phục sẵn có thể tích cực trong chức năng phòng thủ về sau, thì bất ngờ Tào đã dùng pháo 5 bình 7, chốt lệch qua, tiếp tục lại đoạt ngựa. Rõ ràng là xe phải tốn một nhịp, chém lại pháo để ngang quân chủ lực. Và chỉ chờ vậy mà thôi, Tào đã dùng pháo 4 bình 2. Có thể nói là một trận đấu cực kỳ vất vả của Đông Phương Điện Não Liễu Đại Hoa. Bằng một thế trận có thể nói rất am tường, Tào liên tục tung ra những chiêu cực kỳ quái lạ để cho Liễu phải chống đỡ liên hồi hết đợt này rồi đợt khác. Quân chủ lực cũng vì thế mà vơi đi quá nửa. Nhưng rõ ràng, tam tử đồng biên đã được hình thành, gần như Liễu đã dự liệu được một tương lai chẳng lành. Tại vì pháo 4 bình 2 vừa phục sẵn cắm chiếu kết hợp liên công với xe mã còn lại, nhưng lực lượng quá trống trải và nằm ở vị trí không thích hợp, vô cùng khốn khổ để cấm can. Nếu như trong hình cờ này tiến hành bỏ mặc mà dùng xe đoạt tường, chúng ta sẽ thấy được chiêu thức hung hãn của Tào ngay. Lập tức lao pháo để chiếu, dĩ nhiên pháo 7 không thể nào tấn 1, mất quân chủ lực, vẫn hình thành một thế thua. Bởi vậy sĩ phải hồi, lao mã chiếu một lần nữa. Nếu như tướng thường, tiền mã hậu pháo để sát, bởi vậy pháo 2 phải bình qua cấm can, thì lúc này lại theo xe. Tất nhiên để giữ lại quân lực, không thể nào chọn phương án là tướng 5 tiến 1 quá mạo hiểm. Đò chỉ cần mã 3 hồi 2, vừa phục sẵn pháo 2 thối 1 chiếu, tướng phải quay về rồi một mình có thể đoạt thẳng pháo mà thôi. Biết trước nhưng cũng không thể nào chống đỡ. Bởi vậy bắt buộc rằng phải theo quân xe lỗ 3, lập tức bên đỏ sẽ tiếp tục là nhảy mã. Đây là một lối liên công quen thuộc của xe pháo mã mà ta vẫn thường xuyên áp dụng. Nhưng rõ ràng với tình cảnh bị kiềm chế rất khó chịu ở trước mắt, Liễu Đại Hoa e rằng là chỉ còn cách phải buông quân. Không thể nào đỡ được nước tiếp theo, mã 1 chỉ cần hồi 2. Chốc cả pháo lỗ 7, lỗ 6 này cũng vậy, không thể nào thoát thân. Cho nên lúc này thì Liễu buộc phải phòng thủ pháo 7 bình 6. Sau khi Tào lao pháo chiếu một mạch thì đã dùng pháo 6 tiến 2. Tất nhiên rồi,
và Tào tiến hành đảo xe. Tuấn Chiếu, Sĩ Hồi rồi lúc này lại giật xe về chỗ thông thoáng hơn. Tất nhiên, Sĩ Sáu phải tiếp tục tấn năm. Và Tào thực hiện một đòn dịch chuyển cuối cùng là pháo giạt cánh biên. Biết trước rằng can thiệp về hàng tuyến phòng thủ, Liễu không thể nào làm được gì nữa, cho nên đã buông mình chấp nhận để dùng xe diệt tượng cầu công. Vừa phục cắm pháo có thể tạo ra một chút ít hiểm nguy về hình trận của Tào. Và đây cũng là hình cờ mà cửa tướng Nam Mê đã để sẵn để các bạn có thể thử sức một chút. Còn trong thực chiến thì Tào đã khiến tất cả mọi người không thể nào mãn nhãn hơn với một cách thức công sát cực kỳ thông minh. Đầu tiên là Tào lao xe để chiếu ngay. Dĩ nhiên nếu như Sĩ Hồi hoặc là pháo thoái, kết quả cũng chẳng hề biến chuyển. Tại vì lúc này Sĩ Năm Hồi Sáu thì xe vẫn là thoái một. Và rõ ràng để tránh việc mất pháo lộ 2 một cách oan uổng, cách thức đầu tiên Đen có thể nghĩ tới là phải dương Sĩ lên lại. Lập tức mã đỏ sẽ nhảy chiếu. Nếu như Sĩ Năm Hồi Sáu thì đòn ở trước chẳng hóa ra vô ích. Bởi vậy pháo sáu thối 2, mã đỏ chỉ cần quay để tuyệt sát. Cho nên trong hình cờ này chỉ có một cách thức là phải dùng tượng Năm Hồi 7, dùng đòn hy sinh. Xe đỏ sẽ lao mình vào. Dĩ nhiên pháo sáu hồi 2 không thể nào xem xét. Tại vì sao? Mã 2 thối 3, vừa phục dùng xe đóng thẳng vào, cho nên Sĩ phải dương lên để cản ngựa, mở đường cho tướng có thể thượng lầu 2. Nhưng trong hình cờ này, thậm chí rằng không cần dùng xe diệt pháo mà đơn giản là dùng xe 3 hồi 1, dùng sức pháo để chiếu ngay. Tất nhiên rằng chỉ có một lựa chọn duy nhất là pháo 6 phải tiến 1. Lúc này thì xe đỏ sẽ chém ngay, không thể nào đỡ được nữa tiếp theo, mã 3 tiến 4 để sát. Cho nên trong hình cờ này, Đen chỉ có thể xem xét là Sĩ 5 hồi 6 mà thôi. Và đỏ vẫn làm nhiệm vụ là đoạt thẳng vào Sĩ, tướng thượng, rồi lúc này diệt đơn pháo đầu tiên. Cho dù Đen cầm pháo đi nữa thì đòn này cũng không làm được gì cả. Đỏ sẽ tuần chiếu để tướng thượng tít lầu 3 rồi tiếp tục bình xe qua. Và hình cờ này gần như đã là một cái kết cho kẻ cầm đen. Sau khi mã quang chiếu thì lại lập tức là dùng pháo hồi 1. Còn nếu như tướng xuất ra ngoài, xe đỏ diệt thẳng vào giữa Sĩ trung tâm, vẫn là phải xin thua mà thôi. Còn lúc này thì Tào lại dùng pháo 1 hồi 1, bắt chết đơn pháo còn lại. Sau khi Liễu Đại Hoa thối xe thì Tào dùng pháo 1 bình 4, xe lại bình qua chốc tử ngược lại. Nhưng Tào đã nham hiểm hơn là tấn xe chốc tử vào tường trước. Sau khi xe diệt pháo lại dùng xe đóng thẳng vào Sĩ Hồi rồi mới tìm đường để tháo chạy ngựa. Và tới đây thì đã hình thành một tàn cục lệ thắng đương nhiên cho kẻ cầm đỏ. Nhưng Liễu còn vớt vát một chút. Sĩ 6 tiến 5, Tào lui xe ba nước để quản lý lấy chốt. Binh 5 tiến 1, rồi quét chốt biên. Liễu đưa binh tiến 1 chốc binh 5, xe lại bình vào. Chốt đoạt, xe lại thoái. Chốt tháo chạy thì lại bình xe để chốc thẳng vào tường. Tường quăng cánh biên, một lộ duy nhất có thể xem xét. Đơn giản là xe 3 tấn 2. Và lúc này thì Liễu mới chính thức buông bàn cờ để nhận thua. Còn trận chiến thứ hai cũng trong giải đấu này, đối thủ của Tào là Vu Ấu Hoa, được mệnh danh là Phanh Mệnh Tam Lang. Tào vẫn chủ động là binh 3 tiến 1 sau khi được lợi thế tiên thủ. Nhưng đối đáp về hình trận, Vu Ấu Hoa đã chơi khác một chút, là binh 3 tiến 1. Còn nếu như dùng pháo 8 binh 7, chắc chắn một điều, Tào vẫn triển khai thế trận vừa rồi. Sau khi Tào tiếp tục là mã 2 tiến 3, Vu cũng nhảy mã thì Tào bất ngờ đã điều pháo 8 đi quá cung. Không đầu pháo trận nhưng đây vẫn là một trận chiến rất ác liệt và đáng xem. Sau khi Vu Ấu Hoa xuất diện chủ lực đầu tiên thì Tào cũng là nhảy mã. Vu hình thành mã đơn đề thì Tào đóng binh biên để kiềm chế ngay. Vu tiếp tục dùng pháo 8 binh 7 vừa phục tuấn binh công thẳng vào mã. Và Tào mã 3 tiến 2 có thể hóa giải một cách đơn giản đòn vừa rồi và tiện đường có thể phong tỏa chủ lực bên trái của Vu. Nhưng tất nhiên là Vu Ấu Hoa cũng có một sự chuẩn bị từ trước, dùng pháo phải tấn qua Hà để gây sức ép, bắt buộc Tào phải phóng mã lên phía trước. Rồi lúc này Vu đã bình xe ra chốc lấy pháo và kích đấu chủ lực. Đối phó với việc này, Tào đã chủ động dùng xe một bình 2 để tạo căn. Còn nếu như đổi ngang, mã đỏ nằm ở vị này không thể nào tháo chạy. Tại vì Đen sau khi diệt lấy quân pháo đầu tiên đang còn chốc pháo lộ 4 nữa. Và đỏ đối phó bằng cách nào thì vẫn chỉ cần giản đơn, dùng xe hồi về và chốc từ ngựa. Còn đại thể trước mắt, đỏ vẫn duy trì nước tiên, dùng mã chốc lấy pháo.
để giải quyết vụ Hoa dùng C8 tiến 3, chốc mã, chốt phải tấn 1 để tạo căn, rồi lúc này mới dùng pháo để diệt chốt. Tào nhanh như chớp, bèn liên kết tượng để chốc lấy pháo ngay, pháo lại tấn 1, rồi cắm thẳng pháo lộ 2. Nước tấn pháo này thực sự rất cần thiết và đúng lúc, tại vì nhờ chốt tạo căn hoàn toàn có thể xem xét trong tương lai pháo 4 bình 2, bắt buộc rằng xe lộ 8 này rơi vào hoàn cảnh khó đi. Và một âm mưu thứ hai là pháo 2 bình 5 chiều tướng và đánh chết chủ lực. Nhưng một điều quan trọng cần phải giải quyết tức thì, nếu như không tấn pháo thì đen vẫn còn cơ hội trả đòn. Chỉ cần dùng C8 tiến 3, xe pháo trên đường 2 này của Tào sẽ trở nên rất vất vả. Còn lúc này để giải quyết với những âm mưu trước mắt của Tào, Vu đã lựa chọn lấm binh 7 tiến 1. Tào bèn tấn xe để tuần hà. Vu chủ động bình xe chốc pháo ngay, sĩ dương, rồi lúc này liên kết tường. Tào xuất động chủ lực chốc lấy pháo lộ 2, thì Vu thối pháo một mạch. Hình cờ này xem thì rất đỗi bình thường, nhưng thực ra về phía bên Vu đã xuất hiện một yếu điểm chết người. Vu không nhìn thấu đáo cho nên thối pháo về một cách bị động để cho Tào lập tức khoét sâu vào điểm yếu này. Chính là chỉ cần tấn pháo kẹp cổ lấy tường, vừa đăng phục dùng xe 2 tiến 3 chốc từ ngựa ngay. Vậy thì có thể nào giải quyết một cách đơn giản mã 9 tấn 7 thì sao? Pháo đỏ chỉ cần tấn thêm một nhịp, vừa đang dùng pháo còn lại truy bắt sĩ. Nếu như sĩ dương, tình thế cũng chẳng mấy yên ả. Đỏ tấn xe để chốc lấy mã lộ 3 và buộc đen rơi hoàn toàn vào thế hạ phong. Cho nên trong thực chiến thì Vu buộc phải tìm một phương án hợp lý để có thể giải quyết biến đi vừa rồi. Lựa chọn của ông là bình pháo để kích đấu hàng loạt chủ lực, hy vọng rằng xác suất hòa cuộc cũng từ đó mà tăng lên. Lập tức Tào đổi ngang, buộc mã phải hồi về, rồi vẫn tấn xe để chốc từ ngựa. Sau khi Vu giành quyền đổi sức pháo, sĩ lại dương, kiểu gì thì mã này cũng phải vong mạng mà thôi. Tuyệt nhiên không thể nào dùng C6 thổi 2 để kiềm chế lấy pháo được. Tưởng giữa vẫn mất và cuộc thế vẫn lép như thường. Bởi vậy, chấp nhận một cái kết đau thương. Vu ổ hoa, sĩ 4 tiến 5, Tào diệt ngựa. Sau khi xe bình ra chốc lấy pháo thì tấn xe 1 để tạo căn. Vu lợi dụng thời điểm này, mã 2 tiến 3 nhập cuộc. Có vẻ như là cuộc chiến lúc này đối với Tào đã có phần nào nhẹ nhõm hơn. Hơn trắng một quân chủ lực, điều còn lại là tìm cách giải quyết đưa xe pháo mã chốt này vào vị đẹp. Từ đó thì mới có thể phát triển ưu thế và trở thành đại cuộc. Nhưng rõ ràng, ở trước mắt, đen cũng chẳng thể nào đơn giản bình pháo ra lộ biên vừa chốc từ lại một quân chủ lực. Tại vì sao? Đỏ chỉ cần bình chốt và kích đấu, mọi âm mưu đều được hóa giải. Còn trong hình cờ, Tào tiếp tục bình pháo để kích đấu ngay. Sau khi Vu buộc phải tìm đường tháo chạy là bình ra lộ này, thì lại lập tức bình chốt để thí không. Xe buộc phải tiến 1, rồi lúc này nhảy mã để truy kích. Xe lại tấn, lúc này lại hồi mã, vừa phục nhảy để ngọa Tào. Bởi vậy cấm càn thì Vu ổ hoa, binh 5 tiến 1. Có thể thấy là bằng một việc thí binh rất đỗi đơn giản, nhưng Tào đang xoay sở trong một phạm vi chật hẹp, cực kỳ tài tình. Trong hình cờ này thì tiếp tục là bình pháo đe bắt vào tượng. Vu ổ hoa nhảy mã để tạo căn. Sau khi Tào hồi xe 2 nước, Vu bèn thối xe chốc lấy pháo ngay, cũng là một biến tất phải đi. Nhưng Tào đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng là bình xe qua, vừa chốc thẳng vào ngựa, vừa cấm càn hoàn toàn có thể đạp thẳng vào tượng và đe sát trước. Nếu như đổi quân vào thời điểm này, Vu sẽ bất lợi, gãy thêm một đơn tượng, mất đi chủ lực ở trước đã quá đau khổ rồi. Cho nên, lập tức tượng 5 hồi 3. Sau khi Tào nhắm lỗi, dùng pháo hồi 2 buộc phải theo xe để mở đường giải thoát cho chiến mã, Tào bình pháo để chiếu ngay. Có thể thấy là nghệ thuật điều quân của Tào đã đạt đến một cảnh giới tinh thâm thượng thừa. Cách đó vài nước, cả xe pháo ngựa đều rất ứ đồng ở phía khu vực cánh phải này. Nhưng chỉ thông qua 3 nước điều quân, Tào đã vận dụng vào một tình cảnh không thể nào đẹp hơn. Đóng pháo nhập trung, nhưng dường như rằng Vu không hề còn một lựa chọn khác ngoài việc là phải liên kết tường. Tại vì, nếu như dương sĩ, mã chỉ cần quang chiếu và rất khó đỡ với nước đi tiếp theo. Nhưng phương án này của Vu cũng chẳng giúp có thể kéo dài cuộc chiến thêm được bao nhiêu. Tào nhảy mã. Sau khi Vu bình pháo để truy bắt quân bảo vệ, đơn giản là diệt ngựa trước. Tất nhiên, Vu vẫn còn một lựa chọn là phải dùng pháo chém ngựa, nhưng lúc đó thì đỏ lại tấn xe, không thể nào đỡ được nước tiếp theo, dùng tướng xuất ra ngoài, minh xe sát cuộc.
bắt buộc rằng đen sẽ phải tiếp tục dùng đòn hy sinh. Và đương nhiên, đó là một cái kết cực kỳ đắng cay. Bởi vậy, chỉ với một nước nhảy mã này, buộc rằng vua Hoa buông quân để nhận thua. Có thể nói là hai vận đấu rất đẹp, làm nổi bật lên khả năng công sát cực kỳ tài tình và linh hoạt, ứng biến vô cùng thần tốc của Tào Nham Lỗi. Cửa thủ Nam Mê sẽ tiếp tục trở lại với những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.